Alo, chào anh em. Bữa nay thì mình gửi 3 lưỡi, 2 lưỡi 2 ly với 1 lưỡi ly 8 nha anh em. Ly 8 là cái lưỡi ó. Đấy, anh em xem mũi ngạnh thì ba cái này nó như nhau đúng không? Chân ngạnh thì nó dày, mũi ngạnh thì nó nhỏ dần. Nhìn nó trong cái ngạnh nè, nó rất là dày nha anh em. Và anh em thấy cái mũi nè, mình làm nó rất là tinh. Khoan lỗ thì mình khoan dày lắm nghe anh em. À, khoan lỗ nhỏ nên nó dày lắm, đảm bảo cái độ bền rất là lâu dài, không bị hư nửa chừng. Rồi đây là mài mũi. Mũi này thì anh em giật rất là nhẹ nha, quá bén. Anh em xem nè, thấy nó dính cái bông cái lớp da mình lên không? Đụng nhẹ thôi là nó bong lớp da lên liền, nó rách da liền. Ok, cái lưỡi rùa cổ điển này anh em thấy đã không? Nó tròn nó đều, nó tròn nó đều, mà cái độ cong của nó đẹp quá trời đẹp luôn anh em. Cái độ cong của nó anh em thấy không? Nó cong đều qua cái ngạnh. Nhiều người không có bẻ được cái chỗ này luôn nha. Cái chỗ này nó gần cái ngạnh nè, đâu ta đâu bẻ được. Nên là nó thẳng băng à. Nó thẳng băng cái lên tới cái mũi nè. Cái người ta lấy kìm ta bẻ cúp vô. Thì nhìn nó rất là kỳ nha anh em. Còn anh em thấy cái mũi của mình nó đều không? Nó đều từ cái dưới này nè. Nó lên tới đây rồi lên tới cái mũi. Không có bẻ cúp cái kiểu đó. Đó, anh em thấy nó đều cổ điển nhìn đã chưa? Cả những cái lưỡi câu của hãng cũng không thể nào uống đều được vậy nha anh em. Lưỡi câu của hãng không thể nào uống đều vậy. Lưỡi này thì quá đẹp. Bông heo thì thông thường thôi. Đấy. Anh em thấy đều không? Mũi vẫn vậy ha. Móng heo thì nó được cái là mình uống nó dài á, thì nó chẳng không ảnh hưởng gì đến cái kích thước của lưỡi. Thấy cái lưỡi móng heo này nó dài hơn nè anh em. Nó dài hơn một chút thôi. Nhưng mà cái bề ngang của nó là nhỏ hơn. Cho nên là nó tuy nó dài hơn nhưng nó bắt cá nhỏ lại tốt hơn cái lưỡi rùa. Anh em thấy lưỡi rùa nó to hơn. Rồi, còn lại là cái lưỡi ó. Đó, anh em thấy lưỡi ó này như thế nào? Quá chuẩn luôn đúng không? Mũi ngạnh, độ cong nó rất là mướt mát, nhìn nó sát khí mà nó ghê lắm. Gặp mấy con cá mà nó nhảy á, nhát mà nó nhảy cũng dính, chỉ cần nó ăn sụp nồng thôi thì nó nhảy thì khả năng mà nó vụt ra được cũng khó lắm. Tại vì cứ anh em cứ tưởng tượng khi mà cái mũi này nó đụng vô là nó sẽ hít cái da liền đó. Mà nó dãy, càng dãy là nó càng đâm liền anh em, càng dãy là nó đâm tới đây liền, và nó đâm tới ngạnh này nó qua ngạnh rất là nhẹ nhàng. Cái chuyện mà tới đây rồi thì con cá nó dãy mạnh nữa thì nó xốc qua ngạnh liền đó. Mà khi con cá nó xốc qua ngạnh đó anh em, cái thịt nó không có bể, nó tự xốc qua, cái thịt nó mượt chứ, nó chỉ chốc một cái dãy thôi. Cho nên cái ngạnh cho dù nhỏ hơn nữa nó vẫn giữ cá rất là tốt nha. Nói chung là lưỡi ó mà cái ngạnh này thì hơi dài nha anh em. Lưỡi ó mà cái ngạnh này thì hơi dài, gỡ cá hơi vất vả đó. Tại vì lưỡi ó thì cá nó không có bể thịt. Đó, anh em thấy 1 ly 8 mà cái ngạnh này nó bằng cái 2 ly rồi. Nên là nó hơi dài nha. Như 2 ly thì như thế này là ok nè. Ngạnh thế này là quá chuẩn. Còn lưỡi 8 đúng ra ngạnh nhỏ hơn chút nữa để anh em gỡ cá nó đỡ cực. Cho nên lưỡi ó mà anh em câu dính rồi đó, anh em cứ dìu thong thả, dìu chơi, dìu nghỉ mát, dìu cá từ từ nghỉ mát thôi, nó cũng không kết vuột ra được nữa. Lưỡi câu mình làm là ưu điểm là như thế. Lưỡi này cũng vậy nè. Tuy là lưỡi giật nhưng mà anh em thấy cái mũi nó khá là cao thấy không? Cá ăn rồi anh em đừng có dội giật nha, để chậm chậm mình giật rồi mình thong thả, cá không bao giờ dãy ra nổi.
Ok, cảm ơn, chào anh em ha. Ai cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo với mình. Lưỡi ó là 400 nha anh em, còn lưỡi giật thì 350. Rồi quay lại cái lưỡi rùa cổ điển này cho anh em xem nè. Siêu phẩm luôn nha.